Hello, xin chào các bạn, mình là Lỳ P đây và chào mừng anh em đến với trò chơi King of Crabs. Trong cái game này mình sẽ hóa thân thành một con cua nha các bạn. Bố mình hút bao nhiêu thuốc, 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 căng lấy mình tua. Mày con quá mày yếu lắm. Leo. Thấy cũng thua trời. Hôm nay mình vừa mới up phiên bản của cái game mà King of Crabs với các bạn. Đây là trò chơi mà vua cua và chúng ta đã từng nói là nếu mà những con cua này nó có chiêu, nó đánh nhau và nó có những cái kỹ năng đặc biệt thì nó sẽ rất là hay đúng không? Và hôm nay sau khi cái phiên bản mới cập nhật là nó đã đưa vào những cái chiêu thức cho những con cua của mình. Và một điều đặc biệt là các bạn có thấy là cái màn hình của chúng ta đang có một cái gọi là trang trí về cái ngày Halloween. Ok, thì bây giờ là mình vô mình trải nghiệm cái phiên bản mới của cái game này luôn. Và rất cảm ơn nhà phát hành đã kiểu như là chấp nhận cái ý kiến của mình, đó là đưa chiêu thức, đưa những cái kỹ năng đặc biệt vào trong trò chơi. Ok, thì mình có nói với các bạn ở clip trước rồi đó chứ mình không có xạo đâu. Những cái ý kiến này đều là những cái ý kiến của mình đã nhắn với nhà phát hành. Và rất may là mọi thứ đã đều rất là suôn sẻ. Ok, nhạc lên. Ok, hôm nay ngày hôm nay mình chọn một cái bài nhạc rất là dễ thương luôn nha các bạn. Nếu mà bạn nào muốn chơi trò này có thể lên Google Play hoặc Apple Store cái search cái trò chơi King of Crabs nha. Vô nhanh đi chơi. Rồi, chọn hết tất cả những cái hỗ trợ luôn. Fan Lỳ P xuất hiện. Trời ơi. Rồi, nhạc dễ thương quá các bạn ơi. Yeah, đậu phộng em. Dám bật ngửa tao mày. Mày tưởng tao là gái à? Ok. Quýt xí mẹ luôn đi. Lỳ P cứu em. Lỳ P cứu em. Mày đặt tên vãi liền. Ok, anh sẽ cứu em. Má nào chơi đàn em tao. Mày nào chơi đàn em tao. Mày thằng nào chơi đàn em tao. Đặt tên liền về cứu em. Ok, theo anh cứu em nè. Anh sẽ cứu đầu em. Anh sẽ cứu đầu em. Đặt tên liền về cứu đầu nhưng mà cứu rồi. Liền về cứu đầu. Ấy cái dao kìa, em dao kìa, em dao. Ok, hai anh em mình chơi nha, hai anh em mình chơi nha. Ok, quýnh cái thùng em. Nó lại bê cứu em, anh sẽ cứu em. Lỳ P cắt kiếm luôn, hai anh em mình cắt kiếm luôn. Đi quýnh xí mẹ luôn, quýnh xí mẹ luôn. Ai này rương không bóng có vua kìa em. Đi quay đi. Ai con cua vua đang sẵn ở đây rồi. Tí chỗ khác em ơi. Anh còn nhỏ. Đừng đứng lại tụi nó đâu. Đi qua đây lên. Giờ thời buổi giờ là nói chung là chơi ba cái trò kia xưa rồi. Giờ thời buổi giờ là ra quán cà phê chơi cua. Mày nó mày hất anh kìa, cứu anh Lỳ P cứu anh trong một con tôm nó quýnh hai anh em chết mẹ luôn, ghê thiệt. Đùa. Mình lên King luôn rồi. Ai chơi nhiều. Yeah, cái búa thò. Ở đâu em? Bạn cho mình xin đi. Cái búa. Ở đâu mình chơi? Yeah. Chết nè. Dèo tẹo chạy luôn. Ôi nha. Rồi sao? Chạy. Một khi đánh là đánh chạy cùng, đánh là phải dậy á. Lên top biết cái thằng em hút tim mà. Yeah, người đội viên Mỹ vua rồi. Tú ơi, người đánh cái Tú nè. Lì Lỳ giả tú nè, Lỳ giả tú nè, Lỳ giả tú nè. Lên kinh luôn các bạn. Đây, cô Hồng Đế đây. Thấy không bạn? Quay. Quay, quay, quay đâu? Cái tóc thì lại của nó rồi, quay nữa nè, quay nữa nè, léo nè, chết nè, chết nè, chết nữa nè. Đúng lại, đúng là tè lên, đúng là tè lên. Cái hết luôn các bạn, cái hết liền, mà đâu rồi đây? Trời đất bao rồi, ở đây quên. Cắt mình bom luôn, cắt mình bom luôn, cắt mình bom luôn, cắt luôn, cắt luôn, cắt luôn, cắt luôn. Trời ơi. Láo trời nó bự. Tao cho mày quay luôn, tao cho mày quay luôn, tao cho mày quay luôn. Tao cho mày quay luôn, tao cho mày quay luôn, tao cho mày quay luôn. Thường thường nó là quay như vậy là phải né nha, bởi vì nó còn máu các bạn. Láo chạy chạy. Láo. Đó nó bị cho nó lên chứ. Lên kinh. Mày quay đây, chết chưa? Chết liền, trời các bạn thấy chưa, bất mạnh không? Trời ơi, kinh khiếp quá luôn. Ủa tiếng cọt, ok hay lắm các bạn. Không thiếu cọt rồi. Bạn này là vua, cầm kho báu vua cũng là của mình luôn. Ông kho vua của mình luôn, kiếm lửa tiếp. Yes. Cấp cho con thằng bé. Ê, hết skin vàng luôn các bạn. Là trời vui. Ôi đồ họ điểm các bạn, nó quýt cái keng luôn. Đồ quýt cái keng luôn các bạn ơi. Âm thanh chút xíu nè. Rồi ok các bạn. Quýt nghe keng luôn, quýt bùm luôn các bạn ơi. Tuyệt chiêu ấy Lỳ P của em, hello em. Trời ơi, mình đang chơi vào lúc 12 giờ đêm gặp Lỳ P của em luôn. Không ơi, tuyệt chiêu em nè, tuyệt chiêu em nè. Em dám quýt anh. Ôi sao mình chết luôn rồi. Lỳ P của em nó quýnh mình chết luôn, chán ghê. Lâu gặp Lỳ P của em mà tại sao em lại như vậy. Ok, mình đã dưới một mạng rồi. Ok, mình đã chơi lúc 12 giờ đêm nha các bạn, tại vì mình mới đi làm về, mình vô mình thấy nó update mới là mình chơi luôn. Ok, bắn thật chiêu cái lửa đu láo. Ok, xung quanh mình tỉnh xung quá các bạn ơi. Lâu mình chơi lại trò này mà không sung sao được. Mình sẽ nói sơ quay về cái con cua robot này. Nó có một cái khá là hay, đó là cái skin Midas. Cua của nó không có vàng như cái hồi mà nó mới chuyển sang màu gold, màu vàng gold đó các bạn. Đấy thì cái màu này thì theo sự đánh giá của mình thì cũng được, bởi vì khi mình nó nét lên đó các bạn, đấy nó nét lên vô trận đấu thì không biết như thế nào đấy, nhưng mà cái mình nét lên đấy các bạn thấy nó vàng đẹp không, đấy nó đổ bóng, nó bóng quá phê các bạn. Thì ok, mình nghĩ clip sẽ dừng ở đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ cho một like và một đăng ký để ủng hộ mình nếu anh em muốn mình chơi game này nhiều, và bữa sau có cua mới thì mình sẽ chắc chắn quay trở lại. Mình đâu có bây giờ bỏ game này đâu mà các bạn sợ. Có nhiều bạn kêu anh Lỳ bỏ game này rồi sao, em hận anh Lỳ, em ghét anh Lỳ rồi này kia. Rồi không phải, anh không có bỏ game này đâu. Vậy với các cua mới ra anh sẽ kiểu như là nhắn tin cho nhà phát hành kêu nó là hãy ra cua phượng hòn này, cua hổ này, cua sư tử, ra cua láo nhiều lên, ra cái mày ra cua cái mập đồ á. Ví dụ này cho nó vui, chơi game mà phải sáng tạo lên, đúng không các bạn? Ok, bye bye anh em, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha, bye bye.